Vanessa xin kính chào quý vị. Một sự thiêng thương tiếc của toàn bộ hàng triệu người mến mộ Chí Tài. Anh đã đột ngột ra đi qua đời ở tuổi 62. Và Hoài Linh là người đã được vợ của Chí Tài là chị Phương Loan ủy quyền để nhận thi hài và lo tang lễ cho anh từ ngày hôm qua đến nay, thì sáng ngày 10 tháng 12. Được biết, theo thể nguyện của vợ nghệ sĩ Chí Tài, thi thể của nam danh hài sẽ được đưa về Mỹ trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 ngày tới. Nghệ sĩ Chí Tài đã định cư ở Mỹ và người thân của anh thì đều ở Mỹ. Dự kiến nam nghệ sĩ sẽ được đưa về Mỹ bởi cả hai lý do. Thứ nhất là về mùa dịch và vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp, không thể, người nhà của anh không thể qua Việt Nam vào cái thời điểm bây giờ. Và thứ hai là nguyện vọng của vợ anh cũng như của gia đình anh đã hiện đang sinh sống tại Mỹ, muốn đưa anh quay trở lại Mỹ tụ tập với người thân. Cho dù anh không còn trên cõi đời này thì họ cũng mong thi hài của anh được quây quần ở gần bên những người thương yêu của anh là ở Mỹ. Thì giữa cái dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến rất phức tạp, hiện gia đình của anh nghệ sĩ quá cố Chí Tài đang phải đưa ra một khoản tiền khá lớn để chỉ đưa thi hài của anh về Mỹ. Vì theo thủ tục ở Việt Nam thì bất kể một người nào có quốc tịch Mỹ và lại là người đã bị chết và phải đưa thi hài thì họ sẽ phải có những thủ tục để mà khám nghiệm, rồi thì để mà kiểm tra với cái sự niêm phong và kiểm dịch y tế dưới cái thời Covid-19, bảo quản lạnh trong quan tài, kẽm. Thì cái chi phí họ đưa ra rằng sẽ lên tới khoảng từ 12 cho đến 18 ngàn đô la Mỹ, là sẽ rơi vào khoảng 278 đến 416 triệu đồng. Và thậm chí còn những cái số tiền người ta gọi là ngoài dự định sẽ phải nhiều hơn nữa, phụ thuộc vào giá vé máy bay và dịch vụ của công ty mai táng, nếu họ có những cái sự gọi là thêm tiền ra ngoài dự định thì chắc chắn gia đình của Chí Tài cũng vẫn phải trả cho những cái khoản tiền này. Và riêng cái khoản chi phí cho thiêu và xử lý cho cốt tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng rơi vào từ 3.500 cho đến 5.000 đô la Mỹ. Và sự chuẩn bị để mà làm những cái điều mà đưa ra ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại bây giờ thì nó cũng rất là cao. Thành ra là họ đã quyết định, vì đây cũng là cái nguyện vọng của gia đình của anh, là sẽ để lạnh cái hài cốt của anh ở trong cái quan tài kẽm và bảo quản. Cho dù hết bao nhiêu kinh phí thì gia đình anh cũng sẽ chấp nhận, cho dù là sẽ phát sinh ra rất nhiều những cái khoản tiền khác nữa. Họ đã tuyên bố trước khi mà chị Phương Loan, vợ của nghệ sĩ Chí Tài, đã đưa ra cái hỏi ra cái giá tiền để mà họ phải chi trả. Và có thể họ nói rằng cái thời điểm mà để đưa được nghệ sĩ Chí Tài về đến Mỹ là cũng có thể rơi đến trong cái tầm 20.000 đô, là không ngoài dự kiến. Thì đây là một cái điều phải nói là rất là tốn kém trong cái việc mai táng này. Nhưng vì cái thực tại của con Covid-19 này, nó đã làm ảnh hưởng đến cả những chuyến bay, rồi ảnh hưởng đến cả những cái việc mai táng, nên là gia đình của nghệ sĩ quá cố Chí Tài mặc dù biết phải bỏ ra những cái số tiền quá nhiều như vậy nhưng vẫn quyết định, đã tuyên bố rằng sẽ đưa anh về Mỹ, quý vị nha. Tại vì ở Mỹ thì họ cũng có những cái người thân, cha mẹ, anh chị em, và quan trọng nhất là người vợ đã cùng anh trong mấy chục năm vừa rồi, 33 năm hôn nhân của anh. Thì sự mong ước để mà đoàn tụ ở Mỹ là cái mong ước cuối cùng của gia đình anh. Nhưng mà bây giờ cái sự đoàn tụ nó lại không được perfect, nó không được hoàn hảo. Đó là một người đã ra đi và chỉ còn một người ở lại. Thì cho dù như vậy thì chị Phương Loan vẫn muốn là, cho dù anh đã tử vong, anh đã qua đời rồi, thì vẫn muốn được đoàn tụ gần ở bên gia đình của mình ở Mỹ. Phải nói là đây là một cái sự cú sốc đó quý vị. Gia đình của anh sốc thì là cái chuyện đương nhiên, ngay cả khán giả người ta cũng sốc, ngay cả bản thân Vanessa cũng vậy. Từ cái hồi còn nhỏ cho đến lúc mà có con thì con em cũng là cái người vô cùng hâm mộ những cái bộ hài diễn của
chú Chí Tài và chú Hoài Linh thì hầu như là con em còn thuộc lầu đó quý vị. Thậm chí lúc mà bé có 3 tuổi thôi, bé cũng đứng để mà diễn những cái vở hài của giữa Chí Tài và Hoài Linh. Tại vì cái thời đó thì những cái vở hài đó trẻ con rất là thích quý vị. Hầu như nhà nào cũng mở những cái hài đó, thành ra nó đi vào lòng người. Và nó giống như là một cái huyền thoại á, không bao giờ có thể quên được. Thành ra là nhiều người hôm qua em có làm cái video thì cũng có quý vị nói là đến chủ tịch nước mất đi mà họ còn không có thể nhớ được. Nhưng mà Chí Tài họ còn không nhớ được tên của chủ tịch nước của những cái thời nào như thế nào. Nhưng mà riêng Chí Tài thì hàng triệu người hâm mộ, không phải chỉ ở trong nước Việt Nam mà cả những người ở những nước khác trên thế giới, kiều bào Việt Nam đó quý vị. Thì họ không ai là không biết đến Chí Tài hết quý vị.